Chào mừng các bạn đến với trận bán kết thứ hai diễn ra giữa hai đội Nam Nhân và Nam Ô Tô tại sân cây nhãn Vũng Liêm. Quá đơn giản, 1-0 cho Nam Nhân. Không tốt, 2-0. 4-6, 2-0 cho đội Nam Nhân. Phạt bóng ngoài điểm 1-2. Đội điểm 1-2 cho Nam Photo. Điểm 3-1 chờ Nam Nhân. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt. Điểm 2-3 chờ Nam Phô Tô. Điểm 4-2 cho đội Nam Nhân. Đập bóng tốt. Bóng tốt sân. Điểm 3-4. Bóng tốc. Điểm số 4-4 cho Nam Phô Tô. Phát bóng ngoài. Điểm 5-4. Lại là phát bóng ngoài. Điểm 5-5. Bóng tốt. Điểm 6-5. Bóng còn, thủ tốt. Khang chẳng bóng tốt của Phi. Chẳng bóng tốt. Điểm số 6-6. Bóng tốt. Điểm 7-6 cho đội Nam Nhân. Điểm 7-0. Nam Phô Tô phá bóng. Bóng tốt. Điểm 8-7. Điểm 8-0. Bóng tốt. 9-8. Điểm 9-8 cho Nam Phô Tô. Bỏ bóng tốt. Đây là chuyền 2 của đội Nam Nhân. Điểm 9-0. Điểm 19 cho Nam Phô Tô.
506 điểm 11-9 cho Nam Photo. 1-9 11-9 nghi về Nam Photo. Chẳng bóng tốt. Bóng thành ngoài lưới. Điểm 10-11 cho Nam Nhân. Bóng còn ai đây? Nhật. Quá hay. Một pha bỏ bóng rất hay. Rất là đội Nam Nhân điểm 11 đều. Tốt cho Nam Nhân. 11 cho Nam Nhân. 12-11. Chuyện được quánh được nha các bạn. Bóng còn, thủ quá tốt rồi. Xử lý bóng tốt. 13-11. Chẳng bóng tốt. Điểm 6, 14, 11 cho đội Nam Nhân. Bóng còn quá hay rồi. Quá nhanh luôn, quá nhanh luôn. Ai đỡ? Bóng trong xanh. Điểm số 12-14 cho đội Nam Photo. Phát bóng ngoài 15-12. Điểm số 15. Kết thúc set 1, đem Nam Nhân thắng trước 1-0. Set 2 nha các bạn, Nam Nhân và Nam Photo. Set 1 Nam Nhân thắng trước 1-0 nha. Điểm số 1 đều. Bóng trong sân. Điểm 2-1 cho Nam Photo. Bóng còn. Bỏ bóng tốt. Bóng tốt. Điểm 3-1 cho Nam Photo. Bóng còn. Đập bóng gỡ trắng ra ngoài. Là con tốt cho đội Nam Nhân. Điểm số 2-4. Là bóng tốt. 5-2. Điểm 5-2 cho đội Nam Photo.
bóng tốt. Điểm 3-5 cho đội Nam Nhân. Làm bóng tốt của Phi. Điểm 6-3. Chắn bóng tốt. Điểm cho đội Nam Phô Tô 7-3. Con bóng hồ lý điểm cho đội Nam Nhân 4-7. Có bóng không sao ơi. 5-8 cho đội Nam Nhân. 5-8. Đập bóng tốt. 6-8. Điểm cho đội Nam Nhân. 6-8. Bóng còn. Ủa. Bóng tốt. Điểm cho đội Nam Phô Tô 9-6. Nam Nhân một bộ bóng tốt. Điểm 7-9. Bóng trong sân, điểm số 17 cho đội Nam Phô Tô. Xử lý bóng tốt. Điểm 8-10 cho đội Nam Nhân. Quá tốt. Bóng tốt. Điểm 11-8. Ôi ôi, quá ghê vậy. Chín 11 mà đang ăn không bóng. Bé ơi. Bỏ bóng tốt của Nhật. Điểm cho đội Nam Nhân 10-11. Phát bóng đập bức. Phát bóng nhận dẫn. Điểm cho Nam Phô Tô 12-10. Chắn bóng tốt cho đội Nam Phô Tô. Điểm 13-10. Điểm 13-10. Bỏ bóng tốt. Điểm cho đội Nam Nhân 11-13. Điểm 11-13. Bóng ngoài. 12-13. 12-13.
Bóng còn. Nhiều hay quá. Lỗi các bạn ơi. Điểm tốt cho Nam Photo. Là bóng tốt lên đội đội Nam Nhân điểm 15-12, hai đội lưu ý điểm cuối. Là bóng tốt điểm 13-15. Vậy cũng ăn nữa hả? Kết thúc hai đội qua nhau một đều. Set 3 giữa Nam Nhân và Nam Photo. Có thưởng nóng luôn nha. Điểm đầu tiên thuộc về đội Nam Nhân. Thưởng nóng nè, góc đó mới trao tiền thưởng nóng nha. Năm sĩ. Bóng ngoài sân đến một đều. Một pha phát bóng lỗi. Pha phát bóng lỗi của đội Nam Photo điểm 2-1 cho đội Nam Nhân. Bóng tốt. Điểm số 2 đều. Là bóng tốt. Điểm số cho đội Nam Nhân 3-2. Bỏ bóng chạm lưới. Thưa quý vị, trong đại điểm số thuộc về Nam Nhân 4-2. Điểm 4-2. Đập bóng vỏ trắng ra ngoài 3-4. Điểm 3-4 cho Nam Nhân. Thủ tốt, nhận bóng còn thủ tốt. Ai đây? Đập bóng tốt. Điểm số được cân bằng 4-4. Bốn đều. Bóng trong sân. Đội Nam Nhân điểm số 5-4. Điểm 5-5. Nam Photo phát bóng 5-5. Bóng còn. Bóng ngoài. Bóng ngoài sân. 7-5. Nam Photo phát bóng. Bóng
bốn số. Bốn số. Điểm cho nam nhân 6 7. 6 7. Trắng bóng tốt 7 đều. Điểm số 7 đều. Gây cắn à. 7 đều gây cắn nha các bạn. Bóng tốt. Đập bóng tốt. 8-7. 8-7 cho đội nam nhân. Đập bóng tốt. Đập qua đập bóng tốt của đội nam nhân. Điểm số 9-7. Tiếp tục. Bóng ngoài luôn, sửa quá sửa rồi. Bóng ngoài. 17. Cho đội nam nhân 17. Đập bóng tốt. Bóng tốt. Điểm số đừng ngắn 8-10 cho nam cô tô. Điểm 8 rồi. Bóng tốt. Điểm số 11-8 ghi vào đội nam nhân. Hai đội lưu ý điểm cuối. Bóng còn ai đây? Lộc. Bóng tốt, kết thúc như vậy nam nhân thắng cuối cùng 2-1.